Bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của địa giới, thế nào là tướng thật tế của thủy hỏa phong không thức giới, để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của địa giới, đó là tướng thật tế của địa giới, không có giới hạn của thủy hỏa phong không thức giới, đó là tướng thật tế thủy hỏa phong không thức giới. Các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của vô minh, thế nào là tướng thật tế của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của vô minh, đó là tướng thật tế của vô minh, không có giới hạn của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, đó là tướng thật tế của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Hết quyển thứ 357.